xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Trung Kiên, Bí thư huyện ủy Đông Anh. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Và xin được trân trọng kính mời ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup ạ. Xin được cảm ơn các bạn lễ tân ạ. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, ngay sau đây thì quý vị đại biểu hãy sẵn sàng cho nghi thức khởi công ghi nhớ dấu mốc đầu tiên của dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Và ngay sau đây sẽ là giây phút được mong chờ nhất của buổi lễ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đếm ngược để chia sẻ niềm hân hoan trong lễ khởi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. 3, 2, 1, xin chúc mừng! Vâng, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, như vậy là dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đã chính thức được khởi công. Xin quý vị những tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt hơn nữa để chúc mừng cho lễ khởi công dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia diễn ra thành công tốt đẹp. Chúc cho dự án sẽ triển khai nhanh chóng và đạt được nhiều thành tựu, trở thành một trong những dự án tiêu biểu góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu